Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc máy cuốn quạt trần tự chế. Thì về căn bản thì chúng ta sẽ lấy một cái khuôn cuốn động cơ. Đây như thế này. Và cái trục. Đây là cái trục chính. Cái này thì mình đi đặt họ tiện này. Mình đặt họ tiện thì nó sẽ có cái lỗ xuyên qua từ đầu hàng đầu kia. Đây. Và bên đây cũng có lỗ xuyên sang để mình luồn cái dây đồng đi qua. Rồi. Đây là bu li này. Và mình chạy motor chổi than này. Công tắc đảo chiều. Xuôi, ngược. Đây là chín áp tốc độ này. Nhanh chậm này. Và đây là cái móc để vào dây. Đấy, khi nó quay như này thì cái dây nó sẽ móc vào. Và ở cái đầu này sẽ có hạt sứ để chống xước dây này. Hạt sứ hai mặt. Đây, các bạn nhìn ngay kỹ. Đây, hạt sứ này. Rồi, và khoảng cách của chỗ này mình sẽ đo cho các bạn xem. Mình đã vào 15 phân này. Rồi, về căn bản thì chiếc máy này nó cũng dễ lắp thôi. Còn về cái khuôn, đây mình giới thiệu cái khuôn, quan trọng nhất là hai cái khuôn này. Đây. Cái khuôn này là khuôn cuốn cuộn trong này, cuộn khởi động. Còn cái khuôn này là khuôn cuốn cuộn làm việc. Hai cái khuôn này thì cấu tạo giống nhau, khác nhau về kích thước thôi. Cái khuôn của mình ấy thì có 3 lớp. Lớp trong cùng là một cái khuôn bằng inox. Đây mọi người nhìn kỹ này. Đấy, một lớp trong là bằng inox này. Nó chạy liền luôn này. Đấy. Cái này mình làm inox tại vì nó có độ dẻo rất là cao và độ rất là chắc chắn. Thế cái khuôn thứ hai là cái khuôn bằng nhôm. Đây là một cái khuôn bằng nhôm này. Khuôn bằng nhôm này mình làm để nó định hình. Định hình để nó lúc nào mà cái mặt phẳng nó rất là phẳng ấy. Cuốn dây thì nó rất là đều. Và như cái chỗ này là mình sẽ cắt đôi cái khuôn này ra này. Cắt đôi cái khuôn nhôm ra. Mọi người nhìn rõ chưa? Cắt đôi khuôn nhôm ra này. Còn nhưng mà hai cái mặt này, hai đầu trên này thì chúng ta phải bắt định hình cái khuôn nhôm vào cái khuôn inox. Đấy. Để khi mà chúng ta cuốn cái loại phe dày, phe mỏng ấy, thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái này nó to ra và bé vào. Thì chúng ta có thể cuốn được khuôn dày khuôn mỏng. Hoặc là lúc chúng ta bóp như thế này, cái miệng nó sẽ hơi mở ra để chúng ta đút vào và phe quạt. Hoặc là lôi ra cho nó dễ này. Và đến cái lớp thứ ba là cái phíp này. Cái phíp này thì rất là trơn và độ đàn hồi của nó rất là tốt này. Đấy. Cái này cũng thế này, có độ là kích cỡ thì là nó nhỏ hơn một chút xíu này. Còn ở đây thì máy này thì mình điều khiển bằng một cái bàn ga ở chân. Và khi các bạn dẫm vào, các bạn dẫm như thế này thì là máy chạy này. Đây công tơ mét của hộp số luôn, công tơ mét của cái bàn cuốn dây có sẵn luôn. Và đây các bạn sẽ làm một cái cây gen bắt lên như thế này. Và các bạn thả cái phe vào đây, các bạn hãm móc lại. Đấy, như thế là các bạn cứ vậy cuốn thôi.